hay tập trung sách nghe anh nhỉ? Thôi mừng nhỉ. Đẩy xe rùa. Sách không bằng xe rùa đâu, xe rùa nó sách được đẩy được 30 cây. Nên đấy có dễ tìm không? Dễ à? Thế nó bao đến nhà vua, cả nhà vua một cây, cứ đến cả nhà vua một cây điên rồi ra rồi phạt chỉ vậy đó. À, ra đón gì? Ở trên Ba Vì em bán cho nhiều người, em tư vấn cho nhiều nhà vườn trang trại lắm. Từ tức là từ miếu môn đến tới này làm sao không? Từ miếu môn của em tầm 30 cây nữa. 30 cây nữa à? Thế thì ở cuối Mỹ Đức à? Cuối Mỹ Đức. Cuối Đức mà. Cuối Mỹ Đức. 30 cây. Sắp Đức Sơn rồi. Sắp Kim Bôi. Kim Bôi, Kim Bôi Hòa Bình. 70 cây thì là thế. Em đứng ra kia, em đứng ra kia mà đếm. Kiểm tra cây luôn. Cuối Mỹ Đức. Anh Thắng đừng nói chuyện với em nhá, để cho em nó để ý nó đếm nhá.